nhiên mỗi lần ông làm con xong là ông mua đồ ăn cho con, mua đồ ngon cho con ăn. Tội nghiệp quá, ông Hường có được cho tiền cô xài không? Không có cho mà ông đưa cầm, ông cầm mình không dám ăn. Ông đưa giữ mà ông dám xài nữa. Ông đưa cô giữ mà cô không dám xài ha. Uống sữa thì mua một bịch rồi uống giấc sáng thôi, giấc chiều uống cho uống luôn. Uống nước lạnh không mà, uống tao ông chữ. Uống sữa ông chữ hả? Ông chữ á, ông ấy không biết thà tiện. Dạ. Mà cái này mình phải uống mới được chứ không chủ. Ngày không cho uống, ông chủ hoài luôn. Dạ. Rồi hàng ngày là hai mẹ con nấu cơm đồ ăn gì ha? Dạ đúng rồi. Rồi ai đi chợ, cô đi chợ hay gì? Ở đây người ta lại tao bán hả chú? Tao đẩy ha. Tao đẩy người ta bán ha. Tao chạy qua chạy lại tao bán. Con bé này có biết nấu cơm không? Con có biết nấu cơm không? Dạ biết. Biết nấu cơm không? Giỏi, bé giỏi quá. Bé rất là giỏi ha mọi người, mà nói chuyện rất là hay cưng. Một chút nữa chú cho tiền con ăn bánh ha. Được không? Dạ. Đây nè, con thích gì con nói với chú Tâm đi. Con thích gì đó? Thích điện thoại á. Thích điện thoại. Con thích gì? Con thích cái điện thoại. Con thích điện thoại ha. Dạ. Rồi để đợt sau nữa chú xuống chú mua cho con cái điện thoại y gan gì ha. Dạ. Chịu không? Dạ. Thì bé có thích cái điện thoại ha mọi người. Thì đợt sau mình xuống thì mình mua cái điện thoại cho bé. Nếu như Mạnh Thường Quân có thương bé thì ủng hộ cho mình mua cái điện thoại. Còn không có ai ủng hộ thì mày tự mình xuất tiền nhà cái mình mua cho bé cái điện thoại ha mọi người. Mua cái điện thoại rồi cho con xài, con lên mạng ha. Dạ. Lên mạng con coi cái gì? Con Doraemon hả? Dạ. Bé còn thích con vật hình nữa mọi người, Doraemon nữa ha. Rồi đợt sau chú xuống là chú mua cho con cái điện thoại. Con an tâm đi. Còn thích cái gì nữa không? Không. Còn thích cái gì nữa không? Không. Thích cái điện thoại thôi hả? Dạ. Thì bé thích điện thoại đang coi Doraemon ha mọi người. Con lớn rồi, bé con còn nhỏ đâu, con thích coi Doraemon. Nhưng mà chứng tỏ rằng là bé thích coi phim hoạt hình đó là chứng tỏ rằng cô chú anh chị bé còn rất nhỏ nha. Bé còn rất là ngây thơ, bé không biết gì cả. Coi phim hoạt hình mà coi Doraemon mới chịu à. Trời bây giờ đang mưa luôn ha mọi người. Rồi nữa đợt sau con xuống con mua cho bé cái điện thoại, cô chịu không? Chịu. Chịu cho nó xài không? Chịu cho nó xài. Chịu cho nó xài ha. Dạ. Ngay thì chú Hùng Quân cho nó thì cho mà điều nó để xài nó cũng ham lắm á. Nó kêu lần này mẹ mua mà không có mua. Ham cái điện thoại hay gì cô? Ham điện thoại này nè. Là kêu cô mua ha. Mà cô không có tiền mua. Dạ. Dạ. Con ham cái điện thoại lâu chưa? Dạ lâu rồi. Lâu rồi ha. Dạ. Nhưng mà mẹ không có tiền mua cho con hả? Dạ. Xuống đợt sau là chú sẽ mua cái điện thoại cho con. Dạ. Chú hứa là có ha. Chú hồi nữa chú về xong rồi vài ngày nữa chú xuống. Vài ngày chú xuống rồi chú đem điện thoại xuống cho con. Thì bé 12 tuổi ha mọi người. 12 tuổi thì bị cha dượng là dụ dỗ là bị xâm hại tình dục. Thì đây là bà mẹ của bé. Chỉ có hai mẹ con thôi, còn cha thì chết sớm rồi. Đó. Nhà thì gách dột mét chân ha mọi người. Đó. Quan cảnh nhà là không có gì chân. Đó. Đâu có chỗ có giống mà lúc trước mà con giống nằm là chỗ nào đâu. Nguyên mình cũng kia ha. Ở đây giờ thấy không? Bên đây giờ thấy không? Ở ngoài đó đó. Mưa quá trời mọi người. Ở ngoài này nè, cái chạy ngoài này nè. Này mưa tạt không có cửa hả cô? Hả? Cái này không có cửa sao? Không có cửa. Không có cửa. Cô với bé nó bắt ghế ngồi bên đây nè cho ánh sáng. Cái này nó dột cũng dột trơn rồi. Dột bấy hết trơn. Dột cũng nhẹp trơn rồi.
Dột hết rồi, nước dột. Nâu dột hết rồi. Con có quần áo mặc không? Có quần áo mặc ha. Quần áo người ta cho không á chú ơi, không có mua, mẹ con không có mua đâu á. Cho mẹ không cho ha. Không à. Rồi. Rồi hai cái điện thoại thì chú hồi nữa chú về đặt sau chú xuống rồi chú mua cho con cái điện thoại. Con mừng không? Con mừng nhiều không? Dạ nhiều. Nó chỉ đàng hoàng con. Bé rất là ngoan ha mọi người, rất là hay cưng ha, hiền khô à. Không có sắm đâu, ngay ổng có về ổng sắm cho nó đựng bộ. Không hả? Là hồi lúc mà cái ông cha dượng này là ổng xâm hại tình dục của bé, là bé lúc đó là chưa có kinh luôn ha mọi người. Đâu có rồi, nên bé bữa đó là đi rửa rồi mẹ phát hiện biểu hiện kỳ lạ rồi nên mẹ mới hỏi rồi mới điện mấy bà cô vô rồi mới biết ha mọi người. Chứ là cô mà không phát hiện là mẹ cũng chưa biết đâu mọi người. Thì mình hay là không coi là ổng là ở hoài với bé này luôn, là tới lớn luôn đó. Đúng rồi, ổng nói rồi, ổng nói quýnh nào cho mẹ mày chết đó là ở nhỏ này nè. Là con lúc đó là ổng làm gì, là con có gắt ở trong mình là rất là sợ không, hồi hộp không? Dạ sợ. Sợ ha. Rồi con có bị đau hay gì không? Dạ có. Rồi con có nói ai với ổng không, nói với ông bà dượng nữa không? Dạ không. Con không có nói gì chứ hả? Dạ. Con chấp nhận, con gắng, con chịu luôn hả? Dạ. Tại sao mà con chấp nhận, con chịu? Tại con không có nói. Tại con sợ là mẹ với bị quýnh hả, bị ổng quýnh hay sao? Đá thì mà bé thì sợ nói mét thì ổng quýnh mẹ ha mọi người. Nhưng mà bé không mét thì ổng cũng lấu quýnh tơi tành hết trơn rồi. Ổng có thường mua cái gì cho con ăn không hay là sao? Ổng thường mua bánh mì cho con ăn, bánh mì thịt. Ổng mua bánh mì thịt cho con ăn ha. Dạ. Còn có mua gì cho con nữa không? Dạ không. Ổng mua gì hết? Dạ. Rồi từ hồi lúc mà lần đầu tiên đó là tự ổng kêu con cõi đồ ra hay là sao? Ổng cõi cho con. Ổng cõi cho con hả? Dạ. Rồi con đứng im ru hả? Dạ. Bé rất là... Dậy, mà ngủ hay gì rồi đó. Con mà ngủ hả? Dạ. Chưa bữa nào con cũng ngủ chân hay gì? Dạ. Rất là tội nghiệp hả mọi người. Sáng nay con ăn gì chưa? Dạ rồi. Con ăn gì? Con ăn cơm. Ăn cơm ha. Thường thường ở nhà làm con nấu cơm cho mẹ ha, là mẹ nấu cơm cho con. Dạ, mẹ nấu cơm cho con. Mẹ nấu cơm cho con mà con cũng có biết nấu rồi ha. Dạ. Con biết nấu không? Dạ biết. Là nấu bếp củi vậy đó hả cô? Con nấu bếp củi đó ha. Con bị như vậy, con có nói bạn bè ở đây không? Không. Không mà con sợ ổng đánh à. Dạ. Nhà thì nền đất nữa ha mọi người. Cái này mưa lớn chắc ngập trơn quá hả con? Ngập cái đó. Rồi cái chỗ của con ngủ ở trong nó có bị tạt không? Có. Chú gặp con gà kia dưỡng nó làm đó nuôi gà. Cha dưỡng làm để nuôi gà hả con? Gà của ổng. Dạ. Chú gặp cái chỗ đó nó cửa sổ nó mưa chắc tạt nhiều sao con ngủ được? Dạ, con sập mùng. Dân mùng ha. Dạ. Mưa cũng tạt ha. Mày tạt cái nhập chân sao nó ngủ được cô? Cũng ngủ được. Cũng cũng đi thôi. Cũng gán ngủ ha. Rồi cô ngủ hôm trước. Ngủ hôm trước, ổng cũng lo cho nhỏ này lắm, sợ ướt đó, chỗ nó mình á. Ừ. À. Mà lo thì sao cô mà làm gì làm chi? Ổng lo rồi lo, chứ ổng cũng ý đồ gì cho nó lâu. Dạ. Yeah. Mà con thấy cái chỗ cửa sổ hôm nay là mưa tạt là mấy miếng dán nịnh thấm nó muốn mục luôn rồi đó. Muốn mục miếng dán hả? Cái này cũng chưa có cửa luôn này phải không? Trên đó, đóng cái cửa đó đó. Yeah. Cái này cô có ai làm cửa không, mướn người ta làm rồi con trả tiền cho? Cái này hả?
cửa này với cửa phòng của con bé ngủ nãy kìa, chỗ cửa sổ kìa. Cái đó mình đóng dán được. Đóng ton á. Đóng ton á. Ờ. Với để con bé nó ngủ bằng đêm mà có cửa sổ nó cũng nguy hiểm nữa, người ta nhìn vô. Ừ, mà bây giờ ổng không có nhà, bây giờ ổng bỏ tù rồi, giờ có hai mẹ con ngủ trước rồi, không có đổi đâu. Ừ. Mà đây từ sắp lên chắc không có chồng nữa đâu chú Quân ơi, ở hai mẹ con vậy luôn. Có chồng nữa không? Không, nghỉ luôn rồi. Nghỉ có chồng luôn ha? À, nghỉ luôn rồi, ở vậy đi, người này người kia ta giúp đỡ cho mẹ con mình ăn. Ừ. Tại đây khám làm sao mà cô có chồng nữa à? Ừ, nghỉ cô rồi. Cô suy nghĩ sao mà đã khám cô có chồng nữa? Bởi vì ổng quýnh đập quá rồi sợ rồi. Sợ rồi, bây giờ nghỉ có chồng luôn ha? À, nghỉ có chồng luôn. Thì cô nói giờ sợ rồi hả mọi người, nghỉ có chồng luôn. À, lúc đó cô quen ổng là như thế nào? Bởi vì ổng đi nuôi vịt á. Dạ. Rồi là cái ổng vô đây nè, ổng hỏi nè. Ổng hỏi sao? Ổng nói đặng cho nuôi vịt ở ngoài này, bởi vì có cái chỗ đó nó rộng đó. À, tính không có cho vô đâu. Bởi vì cái bà kia bà nói thôi cho ổng chở đậu đi. Mình thấy vô ở thì bị người ta sợ tỉ nghỉ á. Mình ở sáu với ổng luôn. Rồi tưởng ổng bạo bọc cho mẹ con mình sao ai về đó ổng vậy. Rồi ổng quýnh hoài luôn, rồi thấy không im rồi đuổi ổng đi, ổng không chịu đi nữa. Ổng rượu quýnh hoài luôn. Có rượu vô là quýnh, rồi có rượu vô quýnh. Con nè, cho mấy chú hỏi ha. Mỗi lần mà cha Dượng dẫn con đi ra ngoài đồng á, cha Dượng đem theo cái gì với gì thủ sẵn trong rồi? Dạ, cái tấm cao su với cái mền với cái gói. Trời ơi. Dạ. Một tấm cao su, một cái mền, một cái gói với một cái nồi dẻ. Dạ. Mà mỗi lần ra đồng như vậy đi thăm bẫy trước rồi mới thực hiện hành vi với con, hay là thực hiện trước mới đi thăm bẫy? Đi thăm bẫy trước mới thực hiện với con. Là thực hiện với con là thực hiện con tới hai lần luôn rồi mới cho con quay đi vào nhà. Dạ. Đúng không con? Dạ. Rồi mỗi lần như vậy là cứ ra đồng là cứ đem theo những cái vật dụng như vậy, là chủ ý của cha Dượng là ra đồng bắt con theo là ra ngoài quan hệ với con. Dạ. Trời ơi. Còn cầm hai cái cây đó mà lúc ở trên kia lận á. Ừ, một cái mền, một cái gói, một tấm hũ bạc. Dạ. Với một cái nồi dẻ. Dạ. Cô hổm trên xã lấy rồi. Trên xã lấy chút minh rồi. Là mà trên xã lấy mấy cái miếng đó hết trơn rồi ha. Ừ, dạ. Rồi mỗi đêm đi ra ngoài đồng như vậy đó, rồi sáng lại là chị phải giặt những cái vật dụng đó nó dơ. Không có giặt luôn, mình giặt thấy gì cái mình phơi lên. Mình không có giặt. Không có giặt ha. Chị có nghĩ sao mà ông đi mà ông đem theo mấy cái đó không? Mình đem theo chị không hay biết hay là như không biết luôn nữa, mình không biết tới chừng cuối cùng nhỏ này nó mới nói nè, nó mới cho mình hay mới biết thôi chứ mình chưa biết nữa. Thì cái cô cũng hơi khờ khờ hả mọi người, là trí nhớ là không có được ổn định đó, thì cô cũng không có gành gì hung. Cô đây thì mọi người nhìn cái mặt của cô thì mọi người cũng suy nghĩ và biết rồi, thì cô rất là hiền và khờ hả mọi người, không có nhanh lẻ như người ta. Còn bé thì rất là hiền và rất là dễ cưng. Bé nói chuyện rất là dễ thương luôn á. Mà cha đúng 6 giờ chiều đó mà cha Dượng rủ con đi thăm bẫy là cha Dượng có nói gì với con không? Nói con đi cái đó không có đi theo. Là nói bắt buộc con phải đi theo thăm bẫy với cha Dượng. Dạ. Rồi 4-5 giờ ở 5-6 giờ đi, 5-6 giờ đi mà tới 9-10 giờ mới về hả chị? Thì bé nó cũng mẹ nó có ngủ đâu á chú ơi. Nhưng mà chị cứ nghĩ rằng là bé đi thăm bẫy với cha thôi chứ đâu có ngờ. Đâu có ngờ đâu, đâu có vậy được. Mình tính ổng thương á, yêu nhỏ này thôi ai về đâu vậy. Tính ở với mẹ mình thôi, đâu có ở với con mình đâu. Bây giờ cái vợ rất tất tệ. Nhưng mà con hỏi cô ha, là ổng có quan hệ với cô lần nào chưa, hay là từ hồi lúc mà ổng về đây ở là chưa có quan hệ? Rồi quan hệ với cô ha. Ừ, quan hệ với cô xong rồi bây giờ qua tới con luôn. Mà không có cho vô, ổng có hỏi mà không có cho vô. Cô có cho ổng quan hệ không? Không ha. Ừ, không luôn. Ừ. Bởi vậy đó ổng mới đi ra vườn đâu mới làm được. Yeah. Trừ ra là ổng kêu đi đâu là ổng mới làm con bé được thôi. Yeah. Chứ là ở nhà có đằng này không có làm được. Là cô với ổng mà chưa có quan hệ lần nào hết? Chưa. Yeah. Thì cô nói là từ hồi lúc mà ổng quen cô là chưa có quan hệ với cô lần nào hết mọi người.
thì chỉ là lợi dụng là nói về chồng rồi là quen là ở với con gái ghẻ của mình thôi. Thì Minh Tăng cũng qua cái video này thì Minh Tăng cũng hồi nữa xuống mua cho bé cái điện thoại ha mọi người. Thì bé thì rất ham cái điện thoại, đang coi Doraemon, là coi phim hoạt hình đó. Bé thì rất còn ngây thơ ha. Chú nói con nghe là qua cái sự việc cái sự việc này nó xảy ra, con giờ cũng đang lớn, con biết suy nghĩ rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà